Rồi các bạn, thì lâu lắm rồi mình vẫn chưa có cho bạn xem nhanh những các sản phẩm công nghệ một thuộc dạng hầm hố ha. Thì trong lúc này mình sẽ gọi là khui hộp nhanh cho bạn xem một cái thiết bị đến thương hiệu Olefon mà mình nghĩ là các bạn đã quá quen rồi ha. Đây là một cái chiếc bính bảng mà hầm hố, tên của nó sẽ là Armor Bed. Đã. Thì cái sản phẩm này mình mua được bên cửa hàng Smartphone Store ha, và giá của nó sẽ khoảng là 4,5 triệu đồng. Thì cái link mua hàng á, thì mình sẽ để bên dưới mô tả để bạn xem kỹ hơn ha, và rất là nhiều những cái khuyến mãi đi kèm theo. Rồi, cái hộp của nó được làm rất là nó bật một cái tông màu vàng đặc trưng của iPhone nè, tờ sản phẩm đây, và có những họa tiết để mà mang tính chất gọi là hầm hố và bền bỉ. Đó, mặt sau thì không có gì hết. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho bạn coi nha. Đây, mở ra. Đó, đóng hộp thì nó cũng cơ bản thôi. Đây là vật chính nha. Vì phụ kiện bạn sẽ có là một cái sợi cáp sạc như thế này, màu đỏ, đây, màu đỏ đặc trưng. Và cuối cùng bạn sẽ có là một cái củ sạc. Đây, đây là cái củ sạc của nó với cái công suất tối đa sẽ là 18W các bạn, rất là nhỏ gọn thôi. Và thêm nữa là một cái que chụp SIM cũng làm khá là chỉnh chu. Và đây là nhân vật chính chiếc bính bảng hầm hố Olefon Armor Pad ha. Thì bạn thấy là mặt trước á, là hãng sẽ có một cái siêu đây được in gần như là đầy đủ những cái tính năng, những cái yếu tố nó bật trên cái sản phẩm này. Mình cũng nói luôn, đầu tiên đó là nó sẽ có một cái thiết kế đặc chuẩn chống nước và bụi bẩn, đó là IP68 và IP69K. Thứ hai là cái gọi là đồ bền chuẩn quân đội là 810H ha, và sẽ có một cái ngàm kết nối rời với là những cái thiết bị riêng của nhà Olefone, và nó có một cái kích thước màn hình là 8 inch, cũng như là pin sẽ là 7650 mAh, RAM 4GB, bộ nhớ sẽ 4GB, một cái camera sau 13 chấm và có hỗ trợ kết nối 4G và kết nối băng tần 5G Wi-Fi, loa sẽ là loa kép cũng như là chạy Android 12. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi từng phần luôn. Đầu tiên đó là gì? Đó là về cái chuẩn IP68 và IP69K. Như mình nói đó, đây là một cái chiếc máy tính bảng mà nó thiên hướng về cái sự hầm hố là chính, cho nên là bạn thấy là về cái thiết kế tổng thể ngoài của nó được làm rất là dày ha, như là một cái chiếc máy tính bảng bình thường nhưng mà được gắn một cái cover xịn sò vô rồi đó. Thì toàn bộ cái phần vỏ của cái chiếc máy này á, thì bằng chất liệu nhựa và nhựa cứng cũng như là nhựa mềm, cho nên là bạn cầm vô á, thì nó rất là thô, nhưng bù lại thì cái cảm giác bền bỉ của nó cầm rất là đầm chắc ha, rất là an toàn luôn á. Thì mà sao thì hẳn là một cái họa tiết giống như là giả sợi carbon các bạn, cho nên là nhìn nó cũng rất xịn sò ha. Một cái cụm camera sau đây nữa được làm hơi nhô nhẹ lên thôi, một cái đèn flash đây và một cái cụm camera chính 13 chấm logo Olefone, và được làm bo cong mềm mại ở những cái góc này. Thì riêng bốn góc máy á, thì sẽ được làm dày hơn rất là nhiều, bởi vì đây là những cái vị trí mà dễ làm tổn thương cái máy nhất, thì bạn chẳng phải làm rơi á, thì nó sẽ có những cái gờ sao đó được làm dày hơn nè. Còn đây là cái phần cảnh dưới, thì cái phần cảnh dưới này bạn sẽ có là một cái phần lon ngoài và một cái phần mít đây, thêm một cái nắp che nữa như thế này, có chữ ghi là Type-C và một cái hình tai nghe, tức là bạn để mình sạc điện cho cái máy cũng như là cái jack 3.5 để bạn gắn những cái tai nghe có dây vô á. Bạn cần phải để kín cái nắp này thì để mà có được một cái khả năng gọi là chống nước và bụi bẩn một cách cao nhất, tốt nhất. Đây là cái phần cạnh trên, thì bạn sẽ có thêm một cái phần lo ngoài nữa, lo kép đó, và thêm một cái cổng. Thì cái cổng này á, bạn có thể chứa đó là cái khe thẻ nhớ cũng như là hai SIM. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra bạn coi nha, và có một cái móng tay bạn khửi lên, nó kéo ra, nó kéo ra như thế này, thì đây là cái khe SIM, hai SIM tách biệt ha, và một cái khe thẻ nhớ. Còn đây là cái phần cạnh phải của máy ha, bạn sẽ có là một cái nút nguồn đây, và nút nguồn này nó cũng sẽ kim luôn là cái nhận diện mở khóa bằng vân tay, và có cái ngạm này nữa đối xứng bên kia luôn, để mà mình gắn một cái cover để bạn đeo trên tay á, cầm nó sẽ chắc hơn. Và đây là một cái nút, một là một cái tông màu cam, một cái nút gọi là custom, bạn có thể dùng nút này để mình gắn những cái tính năng hoặc những cái phần mềm mà muốn mở nhanh á, rất là tiện ha. Và cái nút này được làm khác màu cũng như là được làm cái sợi của bạn, rất là bấm rất là dễ. Và mình thấy là những nút bấm này á, nhìn nó thô thôi á, nhưng mà khi bạn bấm vô nó rất là mềm nha, bấm rất là thoải mái. Còn đây là cái phần cạnh trái, thì mình sẽ có là vị trí của nút tăng giảm lượng nè, và cái ngàm còn lại đối xứng bên kia, và đặc biệt là sẽ có cái ngàm được hãng gọi là U Smart Expansion, tức là nó sẽ kết nối với là những cái phụ kiện độc quyền bên nhà Olefone làm riêng cho cái chiếc máy này, như là một cái ống nội soi hay là những cái ống kính hiển vi để bạn mình soi chi tiết những cái vật rất là nhỏ, nhìn cũng rất thú vị ha. Tuy nhiên thì hiện tại thì mình vẫn chưa có rõ là ở Việt Nam có bán hay không, nhưng mà nếu mà có thì mình mua về mình gắn vô á, xài nó cũng rất thú vị. Thì với cái việc mà vừa có chống nước và bụi bẩn là chuẩn IP69K cũng như là độ bền chuẩn quân đội á, thì rõ ràng cái chiếc máy này sinh ra dành cho những ai mà làm việc trong những cái môi trường điều kiện tương đối khắc nghiệt, như là công trường nè, hay phụ huynh muốn mua về để mình cho trẻ em á xài.
để mà coi phim, đọc sách hay là thậm chí mà có quăng lông lóc á thì mình cũng yên tâm hơn, không cần phải mua những cái tính bản mỏng nhẹ rồi phải mua thêm một cái cover gắn vô á, thì mình thấy là cái trọng lượng cũng như độ dày cũng tăng lên, thì mình nghĩ là cũng sẽ ngang ngửa là cái máy này thôi. Trong khi cái máy này á thì nó được làm hoàn thiện chỉnh chu mọi thứ, bạn mua về là xài có liền hay là bạn có quăng thì nó cũng không sao hết. Tuy nhiên thì hãng cũng đã có một cái lưu ý rất kỹ bằng tiếng Anh đây ha, ghi rất rõ nè: nếu mà bạn có ý định ngâm cái chiếc máy này để mà test cái khả năng chống nước á, thì vui lòng bạn đậy thật là kỹ những cái cổng kết nối như là cổng sạc, cổng tai nghe hay là cái cổng sim này, là nghĩ rất rõ ha, như này nè đó. Và sau khi bạn test ngâm nước xong thì vui lòng lau thật sạch sẽ và thật là khô ráo trước khi sử dụng lại hoặc là bật nguồn lên à. Và nếu chẳng may cái chiếc máy này trong quá trình bạn làm rơi rớt mà nó bị hư hỏng, sức mẻ hay là bị hở gì đó thì vui lòng không được test nước đây ha. Mình để lại cho xem một lần nữa nè, ghi rất là rõ luôn nha, cho nên là bạn cần phải lưu ý, mua về mà có test nước mà có hư thì bạn cũng đừng nên có trách bên hãng sản xuất nha. Mặt khác thì như mình nói đó, bền bỉ mà, cho nên là nó sẽ hơi dày và cái trọng lượng của nó khoảng là 500 gram. Cầm thì với mình nha, người lớn mà cầm thì cũng bình thường không sao, nhưng mà nếu bạn cầm cái máy này á mà bạn đọc truyện ban đêm á thì cái xác suất nó rớt mặt bạn á ha, nó rơi vào mặt bạn bởi mũi là khá là cao. Bạn nào mà sửa mũi thì không nên cầm cái máy này đọc truyện ban đêm nha. Tiếp theo đó là về cái phần hình, thôi để mình lột cái siêu ra bằng ha, đây mình lột cái này cho bạn coi cho bạn dễ hình dung nè, chứ để cái siêu này nó hơi kỳ đó. Đọc ra đây, đây là cái phần mắt mình nghĩ là ai cũng sẽ thích nè đó. Lột cái siêu ra thì đây là cái màn hình của chiếc Olefone Amor Pad ha, nó sẽ có kích thước là 8 inch, độ phân giải sẽ là HD cộng các bạn ha, mặc dù nó chỉ có độ phân giải thấp thôi nhưng mà bù lại thì nó sẽ mang lại một cái góc nhìn nó rất khá là ổn, cũng như độ sáng con này các bạn thì cũng khá là cao đó, cho là bạn có xài ngoài trời thì cũng yên tâm, mình vẫn nhìn khá là rõ những cái nội dung hiển thị trên cái màn hình này. Thì nó sẽ được bảo vệ bằng một cái chất liệu kính, nhưng mình vẫn chưa rõ là chất liệu kính gì, và đây là một chiếc máy bản hầm hố mà, cho nên là cái viền của nó không, viền hai bên, đặc biệt cái viền trên dưới bạn nó rất là dày ha, để mà nó đảm bảo cho cái phần này nó không bị tổn thương khi bạn có chẳng may làm rơi rớt hay là có một cái vật nhỏ gì đó nó cấn vào cái phần mà này. Và hãng chỉ có dán cho bạn sẵn một cái lớp ni lông thôi nha, chứ không có cường lực, đó là điểm bạn cần phải lưu ý. Thì về phía trên này bạn sẽ có là một cái camera trước, độ phải là 5 chấm, vẫn nó vẫn khá là đủ cho nhu cầu bạn có cần chat video call hay là hồi hộp gì từ xa gì đó thì cũng khá là ổn. Đây mình sẽ thử kéo đồ sáng cho bạn coi nha, đây nè, mình kéo hết cỡ luôn đây nè, đó đây đó, rất là sáng luôn á đó. Đó mình sẽ test thấp xuống lần chút tí chút xíu rồi. Thì đó là về cái phần màn hình, tiếp theo đó là về cái phần camera. Thì mình nói là cái máy này á, nó sẽ có một cái camera sau 13 chấm và cam trước sẽ là 5 chấm, thì mình cũng sẽ mở cái camera cho bạn coi luôn như thế nào nha. Đâu rồi cái camera, đây đây là cái camera của cái máy đó, giao diện của nó thì mình thấy là nó rất là cơ bản như là những cái dòng máy phổ thông khác thôi. Thì bạn sẽ có hẹn giờ nè, đường lưới nè, bật AI, khung hình, đèn flash, video. Thì con này thì quay video tối đa là chỉ có là Full HD thôi ha, đây Full HD thôi. Và cái chất lượng của nó thì mang lại thì nó cũng chỉ gọi là ở mức chấp nhận được, chứ vẫn không thực sự là xuất sắc đâu, bởi vì đây là một cái chiếc máy tính bảng gọi là phổ thông mà giá rẻ nữa, cho nên là mình không thể đòi hỏi nó có một cái chất lượng rất là xuất sắc. Đây là cái camera trước đây đó, cái mật móc của mình đây ha, mình đang quay bằng cái chiếc Sony ZV-E10, một chiếc máy sinh ra dành cho những bạn nào thích làm vlog với một cái chất lượng video cao. À, 5 chấm thì mình nghĩ cũng ok, đây chụp vẫn coi nha. Mình thấy là tốc độ lưu hình cũng khá là nhanh các bạn ha, một cái bức hình mình nghĩ là vẫn chấp nhận được để bạn thấy mình chia sẻ trên mạng xã hội cũng khá là ok đấy đó, cũng đâu phải dạng vừa ha. Tiếp theo mình sẽ nói về cái phần loa ngoài. Thì cái chiếc máy này bạn nó sẽ trang bị một cái phần loa stereo, loa kép ở phía trên và phía dưới cạnh của cái máy. Bây giờ mình sẽ thử mở nhanh cho bạn xem một cái video trên kênh của mình ha, để cho các bạn nghe thử coi là cái chất lượng của nó nghe như thế nào với mức âm lượng cao nhất và trong một cái điều kiện không gian nó cũng rất là kín như thế này. Ok, đây là Midleton, một cái mẫu loa đi không dây mới của nhà Marshall. Thì mình đánh giá đây là cái mẫu loa đáng để mà quan tâm và xuống tiền để mình mua về mình nghe hàng ngày. Thì trong lúc này mình sẽ đưa ra những cái đánh giá ha. Đầu tiên là thiết kế thì bạn thấy là nó sẽ có những cái đường nét đặc trưng của nhà Marshall. Thì nếu bạn nào mà đang sở hữu thì mình đánh giá bạn cái loa con này á nghe cũng khá là to nhưng mà chỉ có trép thôi chứ không có bass cho bạn, cho nên là nếu bạn mà mở loa ngoài á nghe lớn thì nghe hơi bị chói tai, bạn hơi khó chịu xíu nha. Tiếp theo đó là về cái phần cấu hình, thì với mức giá bán là khoảng 4,5 triệu cho cái chiếc máy tính bảng Ulefone Amore Pad á,
thì nó sẽ được chuẩn bị là con chip xử lý là MediaTek Helio G25, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB bằng ha, và được cài đặt sẵn đó là Android 12. Thì mình có test nhẹ bằng cái phần mềm Antutu Benchmark á, thì được khoảng là 109.795. Thì cái con chip Helio G25 á, bản chất nó là sinh ra dành cho những chiếc máy mà phổ thông giá rẻ, mà nó sẽ ưu tiên về mặt tiết kiệm pin cũng như là hiệu suất của nó dừng lại ở mức gọi là xài những cái tác vụ cơ bản thông thường hàng ngày mà thôi, chứ nó không sinh ra để mà chơi game. Đây là điểm mình muốn nói đầu tiên và cần phải lưu ý. Bạn muốn đi về á, mình khuyến cáo luôn nha, là chỉ xài những cái tác vụ bình thường như là lướt web, YouTube, đọc báo các kiểu thôi, chứ nếu mà chơi game á thì mình nghĩ là chơi nó sẽ bị rất là khó chịu. Bù lại thì mình thấy là về cái giao diện bạn thì nó cũng rất là trực quan, và có những cái icon được làm rất là bắt mắt, cũng như là những cái app, những cái tính năng bổ trợ kèm theo mình thấy là cũng rất là đáng tiền. Đầu tiên đó là nó sẽ được trang bị sẵn một cái chế độ đó là Chill Mode, tức là chế độ dành cho trẻ em. Đây nó sẽ có một cái biểu tượng Chill Mode nè, khi bạn nhấn vào đây á, lập tức là nó sẽ yêu cầu bạn là tạo một cái password để mà người lớn có thể mình quản lý được con trẻ xài cái chiếc máy này. Thì bây giờ mình sẽ thử demo cho bạn coi luôn nha. Bây giờ mình sẽ thử nhập số 0 hết đi cho bạn dễ coi nè. Thì đây là cái giao diện chính của các chế độ dành cho trẻ em ha, được làm một cái tông màu rất là bắt mắt nè, và đây là những cái ứng dụng bên trong. Thì bạn có thể vào được cái phần setting ở đây và bắt đầu bạn nhập password đó. Bạn thể mình thêm hoặc là bớt những cái ứng dụng nào mà bạn không muốn cho con trẻ xài cái app đó, rất là tiện, rất là nhanh ha. Và bạn có thể mình giới hạn được cái thời gian xài cho trẻ em, ví dụ đây là hãng tôi lập sẵn á, đó là 10 phút hoặc là 30 phút hay là 1 tiếng hoặc là không giới hạn. Thì chẳng hạn như mình thiết kế khoảng chừng mình sẽ chọn đó là 30 phút đi, thì sau khi chị em xài 30 phút thì tự động nó sẽ khóa cái máy lại không cho trẻ xài nữa. Đấy, hoặc là sẽ có thêm cả giới hạn cả cái phần dữ liệu data luôn, nếu mà con trẻ mà xài quá mức cái lượng data mà bạn thiết lập á thì nó cũng sẽ ngưng luôn, nó không cho xài nữa. Đây là một cái điểm mình thấy rất là hay ha. Và thứ hai gì đó sẽ có một cái chế độ dành cho người già, dành cho người lớn tuổi. Thì để mình thoát ra exit này nè, đó mình thoát ra ha, nhập password xong. Thứ hai đó chính là chế độ dành cho người lớn tuổi, simple mode, một cái biểu tượng này ha, mình nhấp vào đây. Rồi sẽ là cái giao diện dành cho người dùng lớn tuổi như là ông bà của mình đang ở nhà, thì mình thấy là làm nó còn dễ dùng hơn rất là nhiều nữa, bằng cách là tối giản tất cả những cái icon hay những cái tính năng và những cái biểu tượng mà hay xài thì mình phóng to ra để cho những người lớn tuổi á sẽ dễ nhìn thấy hơn, như là về thời gian nè, thứ ngày tháng nè, và điện thoại nè, tin nhắn nè, photo nè, máy ảnh nè, thì được làm icon rất là to và rất là nhiều màu sắc bắt mắt để rất là dễ dàng nhận biết được. Và bạn việc vuốt qua như thế này thì nó chuyển qua lại những cái năng cơ bản khác như là danh bạ nè, lịch nè, máy tính nè, nghe nhạc nè, cài đặt nè. Và bạn thấy mình vào đây mình thêm một số những cái app nữa. Qua đây thì bạn có thể mình thêm một vài những cái ứng dụng mà mình muốn cho ông bà mình ở nhà xài ha, cứ được cơ bản thôi. Còn để mà thoát ra bạn thì bạn chỉ việc vào cái phần cài đặt đây ha, mình sẽ vào cái phần cài đặt như thế này đó, sẽ có cái dòng đó là Exit Simple Mode là xong. Còn đây là cái giao diện khi mình mở xài Google Maps bạn ha, đây rất là trực quan. Chúng ta có quần đảo Hoàng Sa nè của Việt Nam nè, hay là quần đảo Trường Sa cũng là của Việt Nam nè, nói chung là rất là trực quan đó, thao tác rất là nhanh nhạy các bạn. Cuối cùng đó là về cái phần pin, thì với mức dung lượng pin là 7.650 mAh thì cái máy này nó dư sức cho bạn xài trọn vẹn một ngày với những cái tác vụ bình thường. Bởi vì á cái máy này nó xài một cái màn hình nó không có độ phân giải quá là cao. Thứ hai nữa là con chip này cũng là một con chip tiết kiệm điện, cho nên là bạn dư giả bạn xài một ngày, hay thậm chí bạn hãy dùng cái chiếc máy này bạn sạc ngược lại cho những cái thiết bị khác, nó cũng rất là tiện ha. Thì như vậy mình đã có một cái video mình cho bạn xem nhanh về một cái chiếc máy tính bảng hầm hố đến từ thương hiệu Olefone, đó là Amobet. Thì với mấy bán là khoảng 4,5 triệu á, thì nó sẽ hướng đến những đối tượng là ưu tiên về cái sự bền bỉ, đặc biệt là phụ huynh muốn mua về cho con trẻ hoặc là cho người lớn tuổi xài để mà yên tâm hơn trong cái vấn đề là có làm rơi rớt hay là có quăng lông lốc á thì cũng không có sợ bị hư, cũng như là xài những cái bộ cơ bản hàng ngày cũng rất là tiện lợi ha bạn ha. Rồi thì bạn nào có ý kiến gì về cái chiếc máy này thì bạn chỉ việc comment bên dưới video, và cái link mua hàng mình sẽ để bên dưới phụ tả cho sau bạn xem kỹ hơn. Rồi, chào bạn.